lộ vậy? Này quên biểu quá. Gió quá. Mưa gió. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại sân bóng đá 7B và các quý vị khán giả đang theo dõi chúng tôi trên Phủ Lâm Đồng. Trước màn ảnh nhỏ quý vị sẽ là trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ giải bóng đá Tứ Hùng 2020 tranh cúp bất động sản Bùi Gia, và sẽ là trận đấu giữa đội bóng chủ nhà đó là bất động sản Bùi Gia SC và Suga Suna SC. Những thủ tục cần thiết đang được hoàn thiện và sẽ đến với trận đấu ngày hôm nay. Trong khuôn khổ giải bóng đá Tứ Hùng năm 2020 tranh cúp bất động sản Bùi Gia sẽ có sự góp mặt của 4 đội bóng, đó là đội bóng chủ nhà bất động sản Bùi Gia SC, Bro SC, Suga Suna SC và The Cool Shop SC. Những loạt trận ngày hôm nay sẽ diễn ra, đó là 7 trận đấu sẽ diễn ra trên một sân duy nhất. Buổi sáng ngày hôm nay sẽ diễn ra 4 loạt trận và những loạt trận buổi chiều ngày hôm nay sẽ là 3 loạt trận cuối cùng, và đó là những loạt trận quan trọng nhất của khuôn khổ giải đấu. Ngày hôm nay trên sân đang có những hạt mưa, nhưng phần nào trận đấu vẫn có thể tiếp tục. Và hy vọng tất cả những đội bóng tham gia giải đấu lần này sẽ có những sự cống hiến tuyệt vời dành cho các quý vị khán giả, những trận cầu mãn nhãn. Gôn bên anh là bạn nào vậy? Chị em cứ biết. Vừa rồi thằng gì á chứ? Thằng này có rủ thằng nhất đó không? Không. Không. Như vậy là bất sở với ra đội bóng chủ nhà sẽ chân giữ khung thành bên tay trái là nhỏ quý vị và các bạn, và họ sẽ là người xa bóng trước. Trận đấu đã được bắt đầu. Để tiện cho quý vị theo dõi, chúng tôi xin giới thiệu đội hình của cả hai đội đến với trận đấu ngày hôm nay. Bất sở với ra sẽ chạy ra quân trong trang phục màu vàng đen và chân giữ khung thành bên tay trái là nhỏ quý vị và các bạn. Trong khung thành của họ sẽ là thủ thành ma số 1 Trần Sang. Những cầu thủ trong đội hình của bất động sản Bùi Gia sẽ bao gồm những cầu thủ như sau: số 5 Kim Lộc, số 3 Xuân Sáng, số 10 Văn Đoàn, số 7 Quốc Hoàn, số 8 là Thế Bình, số 9 là Hải Dương, số 12 Thành Khiêm và số 11 Văn Quân. Trong khi đó Suga Suna sẽ trận giữ khung thành bên tay phải, và nhỏ quý vị và các bạn trong trang phục màu trắng. Trong khung thành của họ sẽ là thủ thành ma số 1 Trung Nguyễn, số 5 Văn Tùng, số 3 Trọng Nhân, số 10 Huy Romani, số 7 Quốc Huy, số 8 là Hữu Hoàng, số 9 Trinh Cante, số 12 Việt Đặng. Đó là đội hình xuất phát của cả hai đội và danh sách đội hình của cả hai đội tiếp cận trận đấu ngày hôm nay. Đá biên. Như vậy là sẽ có một tình huống đá phạt dành cho Trinh Cante và các đồng đội. Trinh Cante! Một pha đánh thẳng vào trung lộ của Trọng Nhân.
nhưng đó đang trong thủ thành của Vân Xoán Lối Ra, đó là thủ thành Trần Sang, cũng đang có một phong độ xuất sắc khi trong tháng 7 anh đã có một cú ăn ba cùng các đồng đội. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ chờ đợi màn tỏa sáng của Trần Sang và các đồng đội, đặc biệt là đội bóng chủ nhà. Lỗi của Hải Dương trước Trinh Cante. Trinh Cante là một vị trí đang chơi bóng cho đội bóng HT Spa trong khuôn khổ giải bóng đá sân bay. Và những trận cầu của anh đó là vị trí khu vực tuyến giữa, một pha dứt điểm ngay. Trần Sang, Trinh Cante, Quốc Hoàn, đây là số 5 Kim Lộc lên bóng cho Hải Dương. Ngày hôm nay đội hình của Bơ Sả Bồi Gia sẽ còn 3 vị trí nữa đang đứng chờ bên ngoài đường pit. Đó là vị trí của số 12 Thành Khiêm, cũng là một trong những tiền đạo có thể tỏa sáng đúng lúc. Trần Sang đưa bóng dài. Trên sân lúc này mặt sân cũng đang khá trơn, ảnh hưởng bởi những hạt mưa nhỏ. Phần nào nhịp độ của trận đấu cũng sẽ không được diễn ra một cách trọn vẹn nhất. Tuy nhiên, cho tới lúc này, trận đấu vẫn có thể tiếp tục và thi đấu. Và giải đấu sẽ vẫn được diễn ra. Đá biên cho Suga Suna. Cầu dứt điểm là của Quốc Huy. Trọng Nhân. Quốc Hoàn lên bóng. Kim Độc. Cuộc thi đấu thứ 5 và tỷ số lúc này vẫn đang là 0-0. Rất nỗ lực Trinh Cante. Đã rất lâu rồi chúng ta mới thấy lại hình ảnh của Trinh Cante thi đấu trên sân 5 người. Bóng đã đi hết đường biên dọc. Trong khuôn khổ giải bóng đá Tư Hùng tranh cúp Bất Động Sản Bùi Gia, đây là lần đầu tiên trong lịch sử của họ tổ chức giải đấu đầu tiên. Và giải đấu lần này sẽ có 4 đội bóng, 4 sự góp mặt của những cái tên, đặc biệt là những cái tên rất mới, đó là Pro FC, The Cool Shop. Những đội bóng lâu hơn đó là Suga Suna, và bản thân Bất Động Sản Bùi Gia là cũng một trong những đội bóng mới thành lập. Và ngày hôm nay cả 4 đội bóng có sự tương xứng về mặt lối chơi cũng như về kỹ năng của 4 đội bóng. Và để giải đấu được diễn ra một cách thành công tốt đẹp, ban tổ chức chúng tôi cũng xin cảm ơn những nhà tài trợ chính cho giải đấu lần này, đó là Hoàng Thầy Chiêu Hầu xây dựng Trường Phát,
đội bóng chủ nhà, nhà tài trợ chính đó là bất động sản Bưởi Già. Và cũng xin cảm ơn nhà tài trợ bất động sản 678 và cửa hàng thể thao Vietsport. Đó là 5 nhà tài trợ chính cho giải đấu lần này. Trung Nguyễn, Quốc Hoàn. Quốc Hoàn là một trong những vị trí có sức mạnh rất lớn trong đội hình của bất động sản Bưởi Già, hay được ví như là một máy cày cho đội bóng chủ nhà, cộng thêm sự càn quét của số 10 Văn Đoàn sẽ là bức tường rất lớn cho mọi đội bóng nếu muốn chinh phục khung thành của Trần Sang. Trọng Nhân, nguy hiểm và dứt điểm của Trinh Can Tê. Quốc Hoàn, một đường chuyền quá dài cho đà di chuyển của Văn Đoàn, cầu thủ báo số 10, Trọng Nhân. Chính Trọng Nhân cũng là một vị trí mới trở lại sau chấn thương. Và ngày hôm nay anh đã có thể thi đấu cùng các đồng đội. Quốc Hoàn, Kim Lộc, đường chuyền dài, bóng đã chạm tay cầu thủ số 7 Quốc Hoàn. Quốc Hoàn chính là ông bầu của đội bóng Mikel Lava huyền thoại, với những trận thắng để thua liên tiếp ở các trận giao hữu cũng như các khuôn khổ giải đấu mà quý vị đã theo dõi trên Phủ Lâm Đồng. Rất nguy hiểm. Vừa rồi là cú chạm bóng của số 11 Quốc Huy. Hải Dương, ném biên cho bất động sản Bưởi Già. Và dứt điểm rất điệu nghệ của Văn Đoàn. Quốc Huy, Trinh Can Tê. Quốc Huy rất khéo. Lỗi rồi. Người vi phạm lỗi đó là Hoàng Ca Ca. Đá phạt cho Suga Suna. Và Gaga dứt điểm. Sẽ còn tình huống đá phạt góc cho đội bóng áo trắng. Hoàng Gaga. Hải Dương nỗ lực quá dài và khống chế của Hải Dương ở nhịp đầu là không tốt. Trinh Can Tê, cả hai đội bóng cho tới lúc này đều thể hiện một sức mạnh ngang nhau. Tuy nhiên những cơ hội của Suga Suna là rõ rệt hơn rất nhiều. Không có lỗi. Nỗ lực của Văn Đoàn. Như vậy là cả hai vị trí đó là Văn Đoàn
và Quốc Hoàn sẽ được ra nghỉ, thay vào đó là vị trí của cầu thủ số 8 Thế Bình và cầu thủ số 3 đó là Xuân Sáng sẽ được đưa vào sân trong đội hình của đội bóng chủ nhà. Phản góc tiếp theo cho Sugasona. Lấy bóng cho Vân Sopuja dứt điểm ngay. Quá dài để dứt điểm. Cho tới lúc này vẫn chưa có một bàn thắng được chuyển hóa từ hàng tiền đạo của cả hai đội bóng. Dứt điểm ra. Đó là pha phản xạ tuyệt vời của Trung Nguyễn. Cú dưa chân của Kim Lộc. Lỗi rồi. Đá phạt lên cho Sugasona. Rất khéo. Đó là pha đi bóng của Hữu Hoàng. Nhưng lần này là hết bóng rồi. Như vậy là vị trí tiếp theo đã được đưa vào sân, đó là số 12 Thành Khiêm trong đội hình của Barcelona. Họ đã thay đổi 3 vị trí. Chỉ còn một vị trí cầu thủ số 5 đó là Kim Lộc đang là chốt chặn cuối cùng cho Barcelona. Barcelona lần này đã có thêm nhiều vị trí góp mặt trong đội hình. Những nhân vật mới đó là Kim Lộc, Xuân Sáng hay như là Văn Quân. Đó là những vị trí mới nhất của họ. Đó là một tình huống băng lên của Kim Lộc. Kim Lộc rất hay. Và xử lý rất hay của cầu thủ số 13. Rất kéo nhưng không vượt qua được Thế Bình. Thế Bình từ trên dài rất hay, rất điểm. 1-0 cho Văn Sản Huy Sa. Một pha kiến tạo của số 8 Thế Bình và người kết thúc chính là cầu thủ số 3 đó là Xuân Sáng, đã có cho mình một bàn thắng. Chúng ta sẽ xem lại tình huống dàn xếp của các thủ Văn Sản Huy Sa. Xuất phát từ cái chân của Thế Bình và Xuân Sáng đã tỏa sáng. Một pha đánh đầu vào góc hẹp khung thành của Trung Nguyễn và đã được chuyển hóa thành bàn thắng. 1-0 cho Vân Sản Bùi Gia, đội bóng chủ nhà. Trọng Nhân, nỗ lực của Trọng Nhân. Bàn thắng quan trọng ở những thời điểm quan trọng của hiệp thi đấu đầu tiên giữa Bất Sản Bùi Gia và Sugasona. Lợi thế đang dành cho đội bóng chủ nhà Trịnh Can Tê. Và những giây phút tiếp theo chúng ta sẽ chờ đợi Trịnh Can Tê và các đồng đội sẽ thể hiện như thế nào. Trung Nghĩa.
bắt bóng sẽ rất nguy hiểm. Pha xử lý của cầu thủ Masumon Trọng Nhân, đường chuyền bất thành. Kim Lộc rất nhịp nhàng, cắt bóng của Kim Lộc, Trần Sang đã chủ động băng lên. Một pha giải tỏa của Trần Sang làm cho hàng hậu vệ của Vân Soạn Bùi Gia có phần tự tin hơn rất nhiều. Lên bóng Thành Kim rất nguy hiểm, không kịp dứt điểm. Chingante, chúng ta đã nhắc về Chingante và ngay sau đó là màn tỏa sáng của các cầu thủ của Suga Sona. Một pha nhà bóng lại rất hay của cầu thủ số 10, đó là Hoàng Kaka cho Chingante. Pha đặt lòng vừa đủ để đánh bại thủ thành Thế Sang. Tỷ số đã được phân bình 1-1. Một trận cầu rất hấp dẫn ở ngay loạt trận đầu tiên trong cuộc giải đấu. Trọng Nhân, lần này thì Trần Sang đã có thể cản phá. Chingante lên bóng rất nguy hiểm, xuân sáng rất điểm. Bóng đã chạm vào cột dọc khung thành của Trung Nguyễn. Rất may mắn là Suga Sona đã không phải chịu một bàn thua trong tình huống vừa rồi. Mì qua lấy dù bà đó, ăn mì anh. Dứt điểm. Ông hết mưa anh bị à? Không vào. Lấy dù. Biến luôn. Lấy dù à? Lấy chạy qua. Chị mở cửa ra đúng không? Lấy dù đó. Trọng Nhân. Lấy dù đó mình em dinh được vậy. À nhỏ má. Dứt điểm. Cú đánh đầu là của Hoàng Kaka. Lên bóng Chingante, Trọng Nhân được chuyền dài. Hoàng Kaka đã không thể chạm bóng, ném bên cho Vân Sào Bùi Gia. Kim Lộc Thế Bình và Kim Lộc sẽ là người đứng trước bóng. Kim Lộc dứt điểm quá xa. Ở đây trên sân lúc này những hạt mưa nhỏ vẫn còn và là một phần rất khó chịu cho camera của chúng tôi. Thành Kim che chắn rất hợp lý của Trung Nguyễn trước sự leo bên của Thành Kim. Trọng Nhân đứng chân dài. Trọng Nhân, Trọng Nhân còn có một biên xanh nữa, đó là Bơm Em Bình Louis. Cắt bóng của Trọng Nhân. Phút thi đấu thứ 20,
22 thưa quý vị. Tỷ số lúc này vẫn đang là 1-1. Một vị trí cân bình. Xuân Sáng dẫn kèo cơ ơi. Khoảng trống. Một lần nữa bóng đá hỏi thăm sàng ngang dành của Trung Nguyên. Vẫn chưa có bàn thắng. Xuân Sáng đã có 2 pha dứt điểm. Một lần thì bóng chọn cột dọc. Và lần này bóng lại chọn sàng ngang. Một ngày bước chân không thuận của Xuân Sáng thì đã chọn chân trái bước ra khỏi nhà. Xuân Sáng, Kim Lộc, Thế Bình. Được chuyền dài, bật bóng sẽ rất nguy hiểm. Thành Khiêm, bây giờ sẽ là cơ hội cho Xuân Sáng. Màn thể hiện đầu tiên của Xuân Sáng trước đội bóng của Sáu Giác ơi. Pha bỏ lỡ này còn đáng tiếc hơn rất nhiều so với 2 cú chạm sang ngang và cột dọc của Xuân Sáng. Một vị trí rất trống trải cho Trình Can Thê. Bơn Soạn Bùi Gia xin hội ý. Chúng ta hãy xem lại tình huống này. Màn dàn xếp lên bóng rất hay của Soga Sona là rất có nét. Tuy nhiên điểm chạm cuối cùng lại không phải khung thành của Trần Sang. Ngày nay Trần Sang lại khá may mắn khi những đường bàn bật một chạm của Soga Sona, Trần Sang đã không thể khống chế. Nhưng may mắn đang đứng về phía Bơ Sào Bùi Gia. Văn Đoàn đối chiếu dài. Văn Đoàn xin can thê che chắn hợp lý. Phút thi đấu thứ 24, tỷ số vẫn đang là 1-1. Đội chuyền dài, Thanh Kim. Cắt bóng của cầu thủ áo số 4 đó là Văn Tùng. Đưa chú ý. Đưa chú ý, tỷ số nhiêu ạ? 1-1. Cái này đúng không anh? Không, bấm chung quá trời luôn, em cửa chưa mở cửa. Ủa chị chưa mở cửa hả? Chưa. Lấy cái dù dưới đó. Đội bóng em anh, đội bóng em quay được, em quay được bóng em chúc anh. Đội bóng vừa đội em cho anh. Được. Ở ngoài sân vừa. Lên bóng. Thành Kim nỗ lực. Thành Kim cơ. 2-1 cho Bơ Sào Bùi Gia. Những công việc khó nhất Thành Kim đã làm. Việc còn lại là việc đưa bóng vào lưới trong khung thành trống của Văn Đoàn. Chỉ những tình thế như vậy Văn Đoàn mới có thể tỏa sáng. Chúng ta xem lại tình huống này. 2-1 cho Bơ Sào Bùi Gia. Như vậy sau đó cũng là tiếng còi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên giữa Bơ Sào Bùi Gia và Soga Sona. Tỷ số tạm thời ở hiệp thi đấu đầu tiên là 2-1 cho Bơ Sào Bùi Gia. Bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi để đón xem hiệp thi đấu thứ hai sau ít phút giải lao. Trong khoảng thời gian này quý vị có thể xem lại phần highlight của hiệp thi đấu đầu tiên này.
nó view đẹp mà 550k ở 4 người. Xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại sân bóng đá 7B và các quý vị khán giả đang theo dõi trên màn hình trận cầu giữa đội bóng chủ nhà Bất Động Sản Bùi Gia và Sô Gà Sô Na trong khuôn khổ giải bóng đá Tư Hùng tranh cúp Bất Động Sản Bùi Gia lần thứ nhất năm 2020. Và kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên, Bất Động Sản Bùi Gia đang tạm dẫn trước với tỷ số 2-1 với một bàn thắng của Xuân Sáng, một bàn thắng của Văn Đoàn đã giúp họ có những lợi thế trước Sô Gà Sô Na. Trong khi đó, Sô Gà Sô Na có một bàn thắng duy nhất và rất đẹp, đó là bàn thắng của Trinh Can Thê. Bây giờ chúng ta sẽ đón xem hiệp thi đấu thứ hai giữa hai đội. Trận đấu đã được bắt đầu. Trên sân lúc này đang có những cơn mưa bắt đầu nặng hạt hơn và phần nào nhịp độ của trận đấu sẽ bị ảnh hưởng. Cắt bóng rất hay. Ngày hôm nay vị trí số 5 trong đội hình của Bất Động Sản Bùi Gia là Kim Lộc đã thi đấu trọn vẹn ở hiệp thi đấu đầu tiên và ngay cả hiệp thi đấu thứ hai này anh vẫn đang có mặt trên sân. Một sức bền rất tốt của Kim Lộc. Thành Kiêm, ba đánh ngay, Thành Kiêm Xuân Sáng căng ngang. Một pha phản lên nhà của Văn Tùng đã giúp cho Bất Động Sản Bùi Gia có lợi thế dẫn trước với tỷ số 3-1. Chúng ta đã xem lại tình huống này. Một pha chuyền bóng rất hay của Thành Kiêm đã loại bỏ đi những vị trí quan trọng và buộc Văn Tùng đã phải chọn giải pháp không mong muốn, đó là phản lưới nhà. 3-1 cho Bất Động Sản Bùi Gia. Một lợi thế rất lớn dành cho Bất Động Sản Bùi Gia ra quân trong khuôn khổ giải đấu. Đồ quá, đây là 3-1 rồi, 3-1 Bùi Gia 3-1 rồi. Thành Kiêm, nỗ lực của Thành Kiêm, nỗ lực rất nỗ lực. Thành Kiêm là một trong những vị trí có thể bứt tốc tốt và phần nào đã làm khó cho đội hình của Sô Gà Sô Na. Được bóng vào, quá cao so với chiều cao của Văn Đoàn. Trinh Can Thê, nỗ lực của Trinh Can Thê, Hoàng Kha Kha chuyển rất hay, biệt đặng rất điểm, không thể đánh bại được Trần Ca, một trong những thủ thành của Thành Kiêm đối mặt rất điểm. Một lần nữa Thành Kiêm đã quá đồng đội cho Văn Đoàn. Văn Đoàn đã có một cú đúp nhưng cú đúp nó chỉ trọn vẹn một nửa. Tất cả những công việc vẫn là Thành Kiêm. 4-1 cho đội bóng chủ nhà. Đừng nói chức 10 không nha. Đá biển cho Sô Gà Sô Na. Trần Giang điểm pha xử lý như vậy chúng ta đã thấy quen thuộc của Trần Giang. Nếu như cứ có cơ hội Trần Giang vẫn có thể tỏa sáng, mặc dù vị trí của anh nó là thủ thành. Đường ống chạm tay của Thành Kiêm đã phạt nhanh Hoàng Ca Ca trên Can Tê. Rất kịp chàng. Lên bóng Xuân Sáng, dứt điểm từ rất xa.
Thành Khiêm, đường bóng dài, Xuân Sáng rất khéo, nỗ lực đưa bóng vào, cơi lần này là màn tỏa sáng của Thành Khiêm, rất đẹp, nỗ lực của Xuân Sáng căng vào và Thành Khiêm đã loại bỏ thủ thành Trung Nguyễn trong một thế rất trông chảy. 5-1 cho Vân Xoài Bùi Gia. Đá phạt góc cho Suga Sona, rõ ràng để kiếm được tiền số ở trận gia quân sẽ là một điều rất khó khăn cho Suga Sona. Ngày hôm nay trận đấu diễn ra khá sớm, có thể đội bóng khách đó là Suga Sona đã chưa có sự chuẩn bị về số lượng xôi cho các cầu thủ. Thành Khiêm đưa bóng vào, Trọng Nhân lên bóng cho Suga Sona, dứt điểm quá xa. Mặt sân lúc này bắt đầu có những vũng nước nhỏ, đó là một điều tất yếu khi cơn mưa diễn ra khá lâu. Để chuẩn bị cho giải đấu, rõ ràng không những về mặt chuyên môn và về mặt thể lực của cao thủ để thi đấu trong khuôn khổ giải đấu trọn vẹn một ngày như vậy sẽ là một thể lực rất lớn. Trọng Nhân ban bật cú chạm bóng của Quốc Huy, lên bóng Hoàng Ca Ca vẫn còn dứt điểm bằng đà rất kịp thời của Trần Sang. Bóng khá chuẩn. Trong đội hình của Bần Sảo Bùi Gia, chúng ta thấy thêm một vị trí mới, đó là cầu thủ số 11 Văn Quân. Rất điểm. May mắn cho ông Thành của Bần Sảo Bùi Gia, Trần Sang. Xin can thể. Bật bóng sẽ rất nguy hiểm. Nỗ lực lên bóng của Văn Quân. Văn Quân là một cầu thủ đang thi đấu trong đội hình của Bajuko Junior. Hoàng Ca Ca, chính ca tê khoảng trống, không vượt qua được Quốc Hoàng. Trọng Nhân, Văn Quân, Thành Khiêm, một chạm không được, vẫn còn tình huống phạt góc, như vậy sẽ là phát bóng lên cho Suga Sona. Trọng Nhân, Hoàng Ca Ca đã có thể khống chế, quá dài so với đà di chuyển của Thành Khiêm. Và bây giờ Hải Dương sẽ là người được đưa vào sân thay cho vị trí của Thành Khiêm. Quốc Hoàn, Văn Quân, Hải Dương rất đẹp, Quốc Hoàng. Oh.
trọng nhân. Một ngày thi đấu rất vất vả của trọng nhân và Long Độ. Quốc Khoản, Hải Dương. Không thể qua được con chim cam tây. Phát bóng lên cho Trần Sang. Phút thi đấu thứ 36, tỷ số lúc này là 5-1 cho Bơ Sáu Bùi Sa. Một trận cầu hay của đội bóng chủ nhà trước một vị khách đó là Soga Sona. Ở lượt trận thứ hai sẽ là lượt trận giữa Bro FC và The Cung Shop FC. Bro FC chính là đội bóng được đổi tên từ anh em FC. Với những trận thua liên tiếp và những bất bại liên tiếp, ngày hôm nay họ đã chọn một cái tên mới. Hy vọng có những phong thủy hay có những thay da đổi thịt cho đội bóng Bro FC trong khuôn khổ này giải đấu lần này. Hoàng Gà Ca, Trịnh Gan Tê. Trẻ chắn hợp lý. Lúc này tất cả cầu thủ Bơ Sáu Bùi Sa đã lùi về phía phần sân của mình. Họ đang tạo nên một bức tường rất lớn trước Sôi Gà Sona. Có rồi đúng không? Chắc rồi đúng không? Đúng rồi đó. Thì số áo vậy thôi. Chạy lấy. Hải Dương 6-1 cho Bơ Sáu Bùi Sa. Hải Dương đã đánh bại được thủ thành Trung Nguyễn từ một đường chuyền của Văn Đoàn. Trọng Nhân, một ngày rất vất vả của Suga Sona. Đường bóng dài, Quốc Khoản. Dứt điểm không tốt của Quốc Khoản. Văn Đoàn. Trung Nguyễn. Phút thi đấu thứ 40. Thank you.
Văn Hoàng không thể vượt qua được cao thủ áo vàng. Việt Đặng rất trái, rất điểm không chính xác, rất đáng tiếc cho đội bóng áo trắng. Những pha bật mình có nét của Suga Suna. Luis Bình đã có bàn thắng cho Thế Bình, nâng tỷ số lên thành 7-1 cho đội bóng chủ nhà. Và rất bất ngờ thì chúng tôi đang theo dõi là tình huống trước đó vẫn kịp có những khoảnh khắc lấy được bàn thắng của Thế Bình. Quốc Hoàn mất bóng rồi, lên bóng cho Suga Suna. Anh cho The Cool Shop ghi cho em với. The Cool Shop đâu? Đây này. The Cool Shop. Anh thông báo chỗ này đi, cho nó chạy lên. Nó chạy luôn. Trung Nguyên, Hải Dương dứt điểm, khung thành bỏ trống, không được. Có lẽ anh em này Suga Suna đang có những khớp rửa đối với bơm sòng người già. Sáng nay ăn xôi no rồi. Đáng là nặng bụng đấy. Thế trận của họ cho tới lúc này là khá bê tắc và không có đường lên bóng. Dứt điểm. Quốc Hoàn bị cây đa va. Trọng Nhân không nhân nhượng luôn mà, thả luôn mà. Chắc cho 10-0 thế là này. Văn Hoàng cũng dứt điểm nữa của cầu thủ số 7 Quốc Hoàn. Quốc Huy và xử lý của Huy Rumani. Trung Nguyên khá bê tắc cho Suga Suna. Có lẽ họ cần thêm những nhân tố đột biến hơn hoặc những tình huống dứt điểm để thử tài thủ thành Trần Sang tạo nên sự đột biến của trận đấu. Mất bóng sẽ rất nguy hiểm. Thôi 8-0 được rồi. Huy Romani. Dứt điểm từ rất xa. Bóng này hay nè, bóng này hay quá nè. Hải Dương Thế Bình những phút cuối của hiệp thi đấu thứ hai, tỷ số lúc này là 7-1 cho Bơn Sò Bùi Gia. Văn Đoàn nỗ lực của Văn Đoàn
Đường bóng dài trọng nhân. Bóng lại trúng vào vị trí của Trần Sang. Rất đáng tiếc cho Suga Suna. Ngày hôm nay chúng ta không thấy sự góp mặt của Đèo Minh Đức trong đội hình của Suga Suna. Hoàng Trương Trung Nguyễn. Văn Quân sẽ được đưa vào sân thay cho vị trí của Văn Đoàn. Hải Dương cùng Thành bò trống không vào. Rất đáng tiếc cho Hải Dương. Thế Bình. Giờ bóng đá Tư Hùng tranh cúp bơn sản xa lần thứ nhất năm 2020. Đây là lần đầu tiên họ tổ chức và lần đầu có 4 đội bóng tham dự ngày hôm nay. Thế Bình 8-1 cho Bơn Sản Bùi Gia. Hải Dương đã có cho mình một cú đúc từ đường chuyền của Thế Bình rất thuận lợi. Và rõ ràng ngày hôm nay Nguyễn Trung và các đồng đội đã phải hoạt động rất vất vả. Đây cũng là những giây phút cuối của hiệp thi đấu thứ hai. Và sau trận thi đấu này sẽ là trận thi đấu giữa Pro FC và The Cool Shop FC, cũng diễn ra trên sân số 1 và sẽ được chúng tôi tường thuật trực tiếp trên Phổi Lâm Đồng. Đây là một cặp đấu cũng ngang tài ngang sức. 4 đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn 4 lượt dứt điểm. Văn Quân, Xuân Sang lên bóng cho Suga Suna, cơ hội đây rồi. Vẫn còn căng ngang. Dứt điểm. Một cú sút liên tiếp của Suga Suna và Trần Sang vẫn khước từ. Và ngày hôm nay cả 4 đội bóng sẽ được Phổi Lâm Đồng lưu giữ lại khoảnh khắc ghi bàn của chính mình. Cũng là một tài liệu quý giá cho họ xem lại sau này. Hải Dương, Văn Quân, cú dứt điểm với chân trái của Văn Quân. Hải Dương dắt tay, Hải Dương đối mặt. Nhịp chạm cuối cùng, bước quyết định lại thiếu đi sự chuẩn xác. Hai cầu thủ của Bơ Sầu Gia đã theo kèm Hoàng Trường. Chuyền dài, dứt điểm. Cú đá chân là của Quốc Huy. Số 7 Quốc Hoàn đã được đưa vào sân thay cho vị trí của Hải Dương. Phút thi đấu cuối cùng của hiệp thi đấu thứ hai. Trọng Nhân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trần Sang, Xuân Sáng, Tên Bóng. Như vậy là trận thi đấu giữa Tôn Sản Bùi Gia và Xôi Gà Sona đã khép lại. Tỷ số chung cuộc là 8-1 cho Tôn Sản Bùi Gia. Một sự khởi đầu thuận lợi của đội bóng áo vàng. Và bây giờ chúng ta sẽ xem lại phần highlight của hiệp thi đấu thứ hai giữa hai đội.